Chúng ta cứ nói cái câu cửa miệng là sức mạnh của tập thể, nhưng một ngày có 8 đến 10 tiếng làm việc, các bạn đầu tư cho tập thể được bao nhiêu phần trăm thời gian? Thử đặt lại câu hỏi cho chính mình đi. Lãnh đạo thì mệt mỏi, nhân viên không tâm huyết, làm một thời gian là chán. Nhân viên nó bị xa cách với sếp thì nhân viên nó nể sếp vì ông là sếp tôi thôi, chứ nó không có tôn trọng, nó không có yêu quý sếp. Và các tổ chức bây giờ trong quá trình đào tạo, họ bị lãng quên giá trị cốt lõi, mà họ lại đi focus vào kỹ năng mềm. Nên các bạn nào mà cứ đào tạo 10 đứa mà nó đi hết 7-8 đứa, chắc chắn là các bạn đang đào tạo bị lệch. Các bạn đi với nhau cùng một chuyến xe, nhưng trên chuyến xe đó không giúp chúng ta nâng tầm hiểu biết, thống nhất về quan điểm thì chuyến xe nó cũng. 3 yếu tố của một tổ chức mạnh: triết lý đúng, tuyển dụng đúng và đào tạo đúng. Người nào mà làm cái này được đều đặn thì đảm bảo 3 tháng là xong rồi. Đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp, đơn giản là biết đi xuyên qua sự phức tạp. Nên xây dựng đội ngũ nó không quá phức tạp như chúng ta nghĩ. Nên các bạn về nhà các bạn thực thi là các bạn làm được.